Sự cố của đường ống dẫn dầu Colonial nghiêm trọng tới mức đêm hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm cải thiện năng lực an ninh mạng liên bang, cũng như các tiêu chuẩn an ninh kỹ thuật số trong lĩnh vực tư nhân. Colonial Pipeline vận chuyển xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay và các sản phẩm tinh chế khác từ vịnh Mexico tới các bang ở bờ đông nước Mỹ thông qua đường ống dài 8.850 km, phục vụ trên 50 triệu khách hàng. Tầm quan trọng của đường ống này là không thể chối cãi. Thế nhưng tuần trước, một nhóm các hacker đã tấn công mạng và đánh sập hoạt động của đường ống này, đồng thời yêu cầu công ty điều hành Colonial Pipe phải đưa ra số tiền chuộc. Rõ ràng là những tên tội phạm mạng này hoạt động có tổ chức. Chúng đặc biệt nhắm vào các công ty có lợi nhuận. Chúng phân tích doanh thu và tự đưa ra một con số tiền chuộc mà công ty đó có khả năng chi trả. Vụ tấn công mạng này trước khi nó được giải quyết đã làm đình trệ dòng lưu chuyển của 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Cùng với đó, người dân phía đông nam nước Mỹ đã phải trải qua những ngày đầy âu lo về khả năng cạn kiệt xăng ở các trạm bơm. Hình ảnh những chiếc ô tô nối đuôi nhau chờ được bơm xăng cũng trở nên phổ biến tại nhiều bang của nước Mỹ. Thật sự điên rồ. Mọi thứ y hệt như khi người ta chen nhau tranh giành giấy vệ sinh hồi mới bùng dịch. Hôm qua, giá xăng trung bình trên cả nước đã lên tới hơn 3 đô la Mỹ một gallon, tức là gần 70.000 đồng cho gần 4 lít xăng. Đây là mức ghi nhận cao nhất kể từ tháng 10 năm 2014. Nếu công ty Colonial có thể nối lại hoạt động ngay hôm nay hoặc ngày mai, thì chúng ta mới có cơ hội tránh được một cuộc khủng hoảng diện rộng. Vụ tấn công mạng này được cho là một trong những vụ phạm tội kỷ nguyên số nghiêm trọng nhất và vạch trần thực trạng dễ tổn thương trước những vụ tấn công từ hacker của ngành hạ tầng năng lượng tại Mỹ. Một trong những nguyên nhân để xảy ra vụ hack lần này được cho là vì thời điểm hiện tại có rất nhiều nhân sự của Colonial Pipeline phải làm việc từ xa, nên hệ thống an ninh mạng càng có nhiều lỗ hổng.